khó khăn với phát triển du lịch, cũng như nhân dịp lễ quán tổ chức đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Phần Gốm là di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt trao đổi với chủ đề phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Mục đích và hoạt động họp mặt ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho phụ nữ, thanh niên, người Chăm, các thành viên cộng đồng những nội dung như sau. Một là những kiến thức, kỹ năng khai thác phát triển du lịch, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Hai là các yếu tố xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, cách thức khai thác sản phẩm du lịch ở địa phương hiệu quả, hình thành và phát triển các homestay, v.v. và các hoạt động phục vụ cho du lịch cộng đồng dựa vào di sản văn hóa và các giá trị di sản. Đến tham dự sự kiện họp mặt và tọa đàm ngày hôm nay, về phía diễn giả xin trân trọng giới thiệu ông Lê Xuân Lợi. Đồng thời xin trân trọng giới thiệu tất cả các thành viên cộng đồng, các thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật Làm Gốm gắn với phát triển du lịch, các nghệ nhân có mặt ở đây ngày hôm nay, xin một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay. Để tiếp theo chương trình, xin mời diễn giả Lê Xuân Lợi đến từ Trung tâm Nghiên cứu Hóa Chăm, đồng thời là thành viên UNESCO, lên để có một vài lời trao đổi với cộng đồng. Xin trân trọng kính mời. Cái hình thức mà du lịch cộng đồng á, thứ nhất là làm bên tới cái làng bên thì gọi là đi du lịch, đó là một hình thức. Còn cả hình thức khác là đi lên núi, lên rừng, ra biển thì tôi nói từ mẫu trúc, tức là từ đó để làm du lịch. Thứ hai nữa là xu hướng hiện nay á, là du lịch cộng đồng không chay là ta người ta đi về làng, đặc biệt là về các đồng bào dân tộc ít người mà có cái nền di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc đó, ví dụ tới Ninh Thuận thì tới Bố Trúc để xem người ta làm gốm, tới Mỹ Nghiệp thì người xem người ta làm dệt, hay là tới An Nhơn, Phục Nhơn đó thì để người ta xem người ta làm cái thuốc thuốc nám á, thì xong. Và như vậy là cái địa điểm mình có nha, là mình có địa điểm Bố Trúc, có địa điểm Mỹ Nghiệp, có các làng trong, vân vân và vân vân. Thì du lịch cộng đồng này thì cũng có những cái yếu tố mà tích cực, tức là giúp cho kinh tế của gia đình mỗi người phát triển, có tiền. Nếu như mà mỗi gia đình có tiền thì cộng đồng mình có tiền là phát triển kinh tế, đúng không ạ? Và khi mình còn tiền thì khách họ tới đâu thì họ giới thiệu được cái di sản của họ cho mình, cho nhiều người, và nhiều người biết đến cái làng trong một chút mình thì họ tới đây nhiều, và họ tới một chút mình mục đích họ làm gì ạ? Họ tới xem, tới chơi, tới ăn, tới ngủ, tới nghỉ. Tóm lại, người ta làm du lịch cộng đồng thì là tới đây người ta tiêu tiền. Làm sao người ta tới đây tiêu tiền của đồng tử người ta bỏ ra cho mình, và mình phải đáp ứng lại để người ta bỏ tiền ra. Có nghĩa là tôi làm du lịch thì tôi có cái sản phẩm du lịch. Anh đi du lịch thì anh phải thưởng thức sản phẩm du lịch. Thì anh muốn thưởng thức sản phẩm du lịch thì tôi đáp ứng sản phẩm du lịch. Anh phải bỏ tiền ra để tôi thu vào, mà tôi có tiền tôi mới làm được du lịch. Nghĩa như vậy là mình nói gọn như vậy có hiểu không ạ? Không đấy, đơn giản thôi. Phải hiểu đơn giản thôi, đừng có hiểu cao siêu mà mình làm được. Rồi. Và cả cái yếu tố để đó. Cái ở giữa này, các yếu tố để xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng và các thực hành thả kiện du lịch cộng đồng, đây là nội dung chính mà hôm nay anh Đồng Thành Dân với cả các đứa trong ban này là mời tôi tới để nói chuyện này. Các yếu tố để xây dựng cái sản phẩm du lịch cộng đồng má nhớ nó nhắc lại cái này, làm sao cái pin này đây, cái pin gỗ pin này trở thành sản phẩm du lịch của cộng đồng người Chăm Bố Trúc, là mục đích cuối cùng của nó cái này. Rồi để đó tiếp nha. Sản phẩm du lịch là hữu hình là có đây, như này có này, nhưng mà ai đưa ra cái này sản phẩm, đây là cái rơm cầm nằm được này, nhưng mà ai đã làm cái này? Đầu tiên là nghệ nhân làm được cái này, nhưng mà cái này trở thành sản phẩm du lịch về nhờ ai ạ?
nhưng làm sao đó để đưa ra cái thị trường, tức là người ta biết để ta tới đây tới một lúc để ta biết cái này thì gọi là sản phẩm lịch. Và nó như thế này này, nó gồm ba cái mạng: tài nguyên du lịch, dịch vụ du lịch, hàng hóa sản phẩm du lịch, là những vật thể đủ hình là những rơi lần này, và có tổ chức. Bây giờ mình các nghệ nhân lâu nay mình làm, mình để trong nhà thì làm sao mà trở thành sản phẩm du lịch, mình không quảng bá thì ai quảng bá? Cô chào các anh ấy, cả đi về quê hay cả đi tham quan du hàng đó, ở đấy ở bầu trung tôi có một cái sản phẩm du lịch là của bầu trung, là nghệ thuật làm ra cái bầu trung này thì gọi là sản phẩm du lịch. Nó rất nhiều rất ra nhau, nhưng mà ai được tới cái sản phẩm này, người ta muốn cái này, ta xem cái này, ta thưởng thức, ta nhìn được cái này và ta tham gia cùng với mình làm cái này thì gọi là sản phẩm du lịch, mà không có tham gia là thành mua. Khi này đây cùng trong cái mẹ chuyên con nối con gái nối nha, nhưng mà nói vậy thì con trai có làm không? Có chứ. Cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mình đang bảo vệ khẩn cấp, đó là nghệ thuật lập ngục cấu trúc. Chúng ta nhớ này, nghệ thuật lập ngục cấu trúc chứ không phải là cái ngục cấu trúc, hai cái khác nhau nhá. Nghệ thuật làm ra cái này, nghệ thuật để làm ra cái này là từ vấn đề về thần linh cô long chân, từ khi lấy đất, từ khi về xoay tất cả mọi thứ ra được cái này, cái này là cái sản phẩm cuối cùng, nhưng mà làm ra được cái này là cái nghệ thuật. Thì UNESCO đã thể giữ công nhận như là nghệ thuật làm ra cái này. Chứ cái này so với cái sản phẩm này á, nói về cái giá trị sử dụng, nói về giá trị vật chất thì nó thua của người ta. Nhưng để làm ra cái này thì người trong bầu trục hơn hẳn người ta. Để làm ra cái này thì hơn hẳn người ta. Thế thì để làm ra cái này là nghệ thuật làm ra cái này chính là một cái công đoạn để góp phần cho cái người bầu trục này trở thành là sản phẩm du lịch cộng đồng, chỉ có bố Đức làm được, hoặc là Bình Đức làm được, Grand Cổ làm được, ba ông thôi làm ra nghệ thuật này. Nhưng mà đặc sắc là bố Đức chứ không phải là Bình Đức, cũng phải là Grand Cổ ở lên cộng đồng. Chúng ta có cái gì ạ? Những yếu tố cấu tạo nên cái sản phẩm du lịch, một là địa điểm, mình nói thẳng luôn, bố Đức, địa điểm mình tới đây bố Đức, chết. Chứ chúng ta thì lấy cái nghề thuật làm gỗ này mà đi chỗ khác để mà cái sản phẩm du lịch của bầu trúc mà mình đặt ở chỗ khác là không được, là phải tới đây, mọi người phải tới cái địa điểm du lịch của mình là từ bầu trúc. Hai là một nha, nhớ nha. Hai là gì? Hai là dịch vụ vận tải. Thế người ta tới đây đi bằng cái gì? Giao. Một là đi nhìn máy bay, hai là đi tàu lửa, ba đi ô tô, đi tàu thủy vân vân và vân vân. Hai cô này họ tự nguyên nhân phải có cái dịch vụ vận tải thì ai làm? Bố Trúc làm được không? Được chứ. Luyện lái xe này, dân này, người ta kết nối. Làm sao đó? Có 100 người từ Hà Nội vào đến Ninh Thuận. Thì họ đi bằng phương tiện gì? Thì anh em mình ở trong Bố Trúc mình hướng dẫn người ta là từ Hà Nội vào đây có những phương tiện sau đây: một là đi máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Cam Ranh vào đây 75-70 km, ok, tới Bố Trúc. Hai đi tàu thủy, hai là đi tàu lửa, đi từ ga Thập Tràng xuống đây là khoảng chừng 5-6 cây. Ba là đi ô tô đến xe gì, đến xe Phan Rang, hay là đi qua Bố Trúc mình dừng xuống, rồi còn lại các phương tiện khác nữa. Cái dịch vụ này ai làm ạ? Người Bố Trúc làm được không ạ? Được chứ không ai đóng được. Nhưng mà bây giờ các nghệ nhân làm ra cái này, yên tâm, để cho thanh niên, để cho những người có cái đó kinh doanh nữa trong cái khối bộ mà phát triển này du lịch cộng đồng mình họ làm rồi, họ tới Bố Trúc họ muốn ở lại thì ở chỗ nào ạ? Có ai biết không? Em xin hỏi, nếu như người ta tự Bố Trúc, ta ở lại thì ở nhà ấy ạ? Nhà có đâu? Người ta muốn ở nhà đâu, muốn ở nhà của nghệ nhân được không? Ok. Đấy, cái nhà cộng đồng của mình đây là có bao nhiêu phòng?
đầy đủ tiện nghi rồi, có mấy lần còn đều hơn những cái tháng thích, ta muốn tới nhà nghệ nhân để ta ăn uống với nghệ nhân, ta tham gia với nghệ nhân để làm uống, rồi gì nữa, cái này là quan trọng. Cái giá cả làm sao cho hợp lý, giá cả này, dịch vụ ăn uống này, dịch vụ vận tải, dịch vụ lúc ăn uống này, giá cả mình làm sao mình họ tới đấy giá cả rẻ hơn khách sạn, đầu tiên là giá rẻ hơn ở khách sạn không sao, một sao hai sao tới một chút phải giá rẻ hơn à, tới đấy ăn uống mà khách sạn không có, mà tới một chút có thì mình có những món gì ạ? Có tôi không ngủ cộng đồng nhưng mà tôi tới nhà của mẹ ha, mẹ làm gì thế này, hôm nay là tôi có cái món cơm cơm trắng mặn đông cả lòng tông. À, kính thưa quý vị đại biểu, các vị quý khách, ngày ngăn thành viên cộng đồng Việt Nam, qua gần một buổi làm việc, chúng tôi hy vọng rằng các nội dung mà diễn giả vừa trình bày đã trao đổi mang lại những kiến thức, thông tin thú vị và hữu ích cho khán giả, người nghe và thành viên cộng đồng về phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Từ đó, mọi người có thể rút ra những kinh nghiệm cho cá nhân mình để thúc đẩy hoạt động du lịch từ góc độ cá nhân, đặc biệt phát triển các sản phẩm du lịch dựa vào lợi thế cộng đồng, dựa vào di phạm văn hóa của địa phương mình, trong đó dân tộc mình. Cuối cùng, trân trọng cảm ơn diễn giả đã dành thời gian quý báu để chia sẻ và trình bày nội dung sáng nay. Đồng thời cảm ơn quý vị đại biểu, khách mời, các thành viên cộng đồng đã đến tham dự sự kiện. Chúc tất cả quý vị sức khỏe tốt và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.